Vân và Thủy Linh xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina KOA thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em trả lời. Dạ đúng. Em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng á. À, dạ. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn. Hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Thôi mời nhà trai. Rồi chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng hả em ha. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, một người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vật vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ từ họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại cho những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi theo từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, bạn có một cái mong muốn gì? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang take care cho bạn này. Vậy đi.
Để tôi qua bên đây tôi coi coi tình hình bên đây có gì là lạ không. Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ, hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ em đạo Thiên Chúa giáo. À tôi cùng đạo với cô ấy. À vậy là cùng đạo rồi. Cùng đạo quá. Rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai ngồi bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên á, là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng, không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em được nghĩ là em được nghĩ là không? Người bạn tôi trai có, bên kia tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Không. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời. Dạ đúng. Là em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. Dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn không biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ em đi với em gái của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng cảm mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? Tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Gì à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à? Mở rào. Anh. Em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. Em cảm ơn anh ạ.
Em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. Em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mẫu người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Thì anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Thì vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên á là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em để mà lúc mà mình đi á thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Cảm ơn em. Anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em á, thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ, rồi em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Hồi nãy quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ, nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây. Nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1+1=3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm một cái bế tắc, cái là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này á, chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều thỉnh không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng, cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Điều đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh, tại vì anh nghĩ là rất là khó có cho em khi gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ, nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị, có một cái gì đó nó trải nghiệm mới. Mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống
ở thực tế này nọ. Có nghĩa là một cuộc sống giống như là em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều em nói khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trong thế giới này, tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có như vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Rồi. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Cảm chúc em bạn mau tìm được một nửa hạnh phúc của mình nha. Rồi. Chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì xem họ có... Gặp ở đâu? Ở đây, xem họ có bấm nút hay không. Vậy đi. Ok, yeah, cái đi, tỉnh là tỉnh, lay tỉnh. Dạ, em có hai mối tình chính thức và hai mối tình chính thức. Chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa. Bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào con, chào chủ Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường, đi quanh quanh Bình Dương thôi. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng, bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiêu sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ. Em biết đờn. Em biết đàn sơ sơ. Ừ.
Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được. Rồi ai mượn tiền em có quên không? À, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Ừ chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Ừ, đi ăn nợ. Đi, đi chợ nợ, đi đổ xăng nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Ừ. Là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn, ừ. Nợ anh Go Việt 15 ngàn vậy đó. Ừ. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà dạ. Có trả hết không? Dạ hay trả là... Ờ trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn Thành mà nghe. Mình ưu điểm nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này, vui đồng, năng động, năng động. Em thì rối. Năng động, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ý thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được. Không nghiền đâu anh nha, chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Ừ. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết tới giờ luôn. Dạ quê rồi không yêu luôn tới giờ. Quê luôn cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi học thì lo mà học đi con, chứ đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn về cho bố mẹ coi được. Là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp xúc với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Mùa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo ơi. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó. Còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời. Có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình không chính thức và 2 mối tình chính thức. 2 mối tình chính thức là dài không? Dạ, 2 mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á, thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Trời. Có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy cũng quên hơi kỳ. Đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Thầy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không? Hả? Chắc không đâu anh. Bắt ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái đó em đề cập tới. Có bắt người ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt quá. Người bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Dạ tốt quá. Không, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là dù dạ sự yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Vinh Di cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Ừ. Anh không thể nào cai. Hôm nay em trai đi với ai? Thành. Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Lính, chị Hồng Vân cùng toàn thể
khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bên trái thì chưa kiểm chứng vì nó khi nào nó ở một mình à. Rồi, em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc cảm, là hạ thấy tình. Đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng đó. Em gái đâu? Đó, nhìn là biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Dạ chào chú Vinh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm. Mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe. Ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nha. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cưng. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm. Bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ từ ạ. Sao? Dạ, em xin đồn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh, em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi, nhu cầu hợp lý. Phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo. Rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn. Quýu luôn á. Bây giờ là đã quýu rớp rớp luôn á. Mình mở rào đi cưng ơi. Mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền. Hoan hòa luôn. Nãy tao mới đàn rồi. Thôi chị. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em có một bài hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi, chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ, bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Hành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu.
Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã rét, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bằng nửa cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á, thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi mình tặng cái gì nè Cưng? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Được rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí với các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì... Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á, đa tài đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Rồi, từ trong ra ngoài quá vậy. Hai người mới gặp hạ thính gì thính gì mà bay mà kêu bằng á. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi, còn có chị đâu á, chị đâu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bản lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong có cháu lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi, tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Dạ. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ thì... chưa em còn muốn hát tặng anh một bài nữa. Hát đi. Đấy ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi Cưng nè. Ừ. Dạ bài đó là bài Giận Mà Thương. Bài đó hay á. Quê nhà em luôn. Hay quê nhà em luôn đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ dạ. Em bước tới luôn. Bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nữ thành sát anh bên... cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dần cặn kẽ, bởi thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn á. Rồi, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không.
thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm bất liền kỳ lúc đó nào. Thấy chưa, bấm liền luôn rồi xong. Ừ. Không cần phải đếm nữa. Rồi, rồi, Thành. Bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lành ngắt luôn này. Lành ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy, nụ hôn đầu đời đó. Đừng khóc. Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa. Rồi anh. Đầu tiên mà nó phải. Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị 1, 2, 3 hôn, hít sâu vào. Rồi hả? Em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thành nó tự tin lắm á, cố gắng lên nào, anh tin em làm được đấy. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người đánh đối với nhau, thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt lại hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi. Trời, nhát nhát thì cũng 2 mối rồi.